Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ chúng ta hãy đến với trận lượt về ở tứ kết cúp C1 châu Âu trận đấu giữa câu lạc bộ Porto và câu lạc bộ Liverpool. Thắng lợi hay không ở trận lượt đi thì đảm bảo cho Liverpool có được lợi thế tương đối an toàn ở trận lượt về này. Tuy nhiên họ cũng vừa phải căng sức trong trận chiến với Chelsea ở ngày chủ nhật. Việc các cầu thủ chưa có được thể trạng tốt nhất cũng khiến giờ cúp gặp đôi chút bất lợi. Trong khi đó tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, thì Porto vẫn là cái tên đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Thậm chí các đối thủ còn lại trong mùa giải năm nay với Porto đều là những đội bóng yếu. Do đó việc được thi đấu tại sân nhà sẽ giúp cho Porto vẫn được tin tưởng là có thể gây ra sóng gió. Dù hy vọng đi tiếp của họ là rất nhỏ, còn bây giờ sẽ là đội hình dự kiến ra sân của hai đội. Đội chủ nhà Porto họ sẽ chơi với hai tiền đạo là Tiquinho và Marega, bốn cầu thủ hàng tiền vệ là Brahimi, Oliver Pereira và Otavio bốn à, cái tên chơi hàng phòng ngự là Manafa, Militao, Felipe, Pereira và thủ thành của họ là Casillas. Bên phía các cầu thủ Liverpool, họ sẽ chơi với Firmino, Mane và Salah trên hàng công. Cùng với đó là Henderson, Keita, Fabinho những cầu thủ chơi hàng tiền vệ. Miner, Van Dijk, Matip và Alexander Arnold sẽ là bốn cầu thủ hàng phòng ngự cùng với thủ thành là Alisson. À, thưa quý vị, bây giờ sẽ là tỷ lệ của trận đấu này. Vâng, ở trên sân khách nhưng Liverpool vẫn chấp Porto 1/2 trái. Trong quá khứ đối đầu thì hai đội đã có tổng cộng 5 lần chạm trán nhau và Porto chưa từng có nổi một chiến thắng trước Liverpool. Cụ thể ngoài trận thua vừa mới đây tại đất Anh thì trước đó cũng tại Champions League mùa giải năm ngoái, Porto đã hòa 1 và thua 1 trước Liverpool. Tuy nhiên việc căng sức ra nhiều mặt trận có thể sẽ khiến Liverpool lựa chọn chơi an toàn ở trận đấu này và có thể lựa chọn đội chủ nhà Porto nếu như được chấp như vậy, còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2 1 phần 2. Lợi thế ở trận lượt đi là hai bàn, đó là điều kiện đủ để Liverpool đi tiếp nếu chơi phòng ngự tốt. Đây có thể là trận đấu của huấn luyện viên Klopp phải toan tính và vì thế sẽ có không có nhiều bàn thắng. Và tôi cũng đưa ra dự đoán của mình rằng Porto và Liverpool trận này sẽ hòa nhau với tỷ số là một đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.